Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình làm tiếp theo phần của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang về Vatican đã thông độc cai trị dân Việt Nam lâu dài nhất trong lịch sử. Sơ lược một vài nét về bộ mặt thật của giáo hội La Mã. Binh thư Tôn Tự viết: tri kỷ, tri bỉ, bách chiến, bách thắng, đã xác nhận Vatican hay giáo hội La Mã là kẻ thù lâu dài nhất, bám chặt nhất, nguy hiểm nhất, thâm độc và dã man nhất đối với dân tộc Việt Nam. Thì dân tộc Việt Nam cũng phải biết rõ bộ mặt thật của giáo hội La Mã như thế nào. Trong bộ sách lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã, chúng tôi đã dành ra cả một phần 1 và phần 2 gồm 6 mục với tổng số 17 chương sách để nói về sự thật ghê tởm của một số khá nhiều tín lý Kitô cũng như bộ mặt thật của cái thế lực mà học giả Gia Tô Henri Guillemin gọi là cái giáo hội khốn nạn, văn hào Volandre gọi là cái tôn giáo ác ôn, và một học giả Gia Tô khác là Charlie Nguyễn gọi là đạo biệt và đạo máu. Trong chương sách này, chúng tôi chỉ trình bày sơ lược về một vài nét độc đáo của cái xí nghiệp buôn thần bán thánh này để giúp cho độc giả có cái nhìn tổng lược nhưng rất trung thực về một số lời dạy của Chúa Bố Jehovah và của Chúa Con Jesus, cùng một số trong những khu rừng tội ác của giáo hội mà giáo dân người Việt luôn luôn coi như là tổ quốc thân thương của họ, để rồi hết lòng tuân phục và cúc cung phục vụ, trong khi người Âu Châu đã biết rõ bộ mặt thật ghê tởm của nó, khiếp sợ nó, tránh xa nó như tránh hủi. Lời dạy và hành động phản nhân luân và bạo ngược trong giáo hội La Mã. Giáo hội La Mã luôn luôn rao truyền và dạy dỗ tín đồ rằng ông Chúa Con Giêsu là Chúa cứu thế, nhân từ bác ái. Nhưng trong Tân Ước, sách Matthew 12:34 đến câu 37 viết rõ ràng những lời ông Chúa Con Giêsu này rao truyền và dạy dỗ người đời toàn là những điều phản nhân luân, đại nghịch bất đạo. Dưới đây là những lời dạy phi luân quái đản này được ghi rõ ràng trong Tân Ước như sau: ta đến đây không phải mang lại sự bình an mà là mang gươm giáo. Ta đến để con trai chống lại cha, con gái chống lại mẹ, con dâu chống lại mẹ chồng, và làm cho người trong nhà trở thành thù địch chống lại nhau. Kẻ nào yêu kính cha mẹ hơn ta thì không đáng gì đối với ta, và kẻ nào yêu thương con cái hơn ta cũng không đáng gì đối với ta. Những lời dạy mất dạy phản nhân luân này được các nhà lãnh đạo giáo hội học thuộc lòng và theo đó mà hành xử, rồi lại ra lệnh và dạy dỗ tín đồ cũng phải học thuộc lòng và cũng phải theo đó mà hành xử. Bằng chứng là năm 1232, giáo hoàng Gregory thứ 9 năm 1227 và mất năm 1241 thiết lập mà tòa án xử bọn dị giáo và gọi là Inquisition. Cha con tố cáo nhau, vợ chồng tố cáo nhau, anh em tố cáo nhau, bạn hữu tố cáo nhau, hàng xóm láng giềng tố cáo nhau, vân vân. Trước tòa án của giáo hội, giáo hoàng Phaolô thứ tư năm 1555 đến năm 1559 tuyên bố nếu bố tôi là dị giáo đồ, tôi cũng sẽ chụm củi thiêu sống ông ta luôn, vân vân. Những lời dạy trong Cựu Ước cũng như ở trong Tân Ước và lời dạy của giáo hội cho chúng ta thấy rõ bản chất cũng như chủ trương và hành động của giáo hội đều là những gì lừa bịp, dối, bịp bợm, bạo ngược, độc ác, dã man, phản dân tộc, phản quốc, phản nhân luân và luôn luôn chống lại nhân loại. Ấy thế mà giáo hội lại luôn luôn tự phong là hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, là hiền thê của Thiên Chúa hiện làm người, rằng đạo Kitô La Mã là đạo cứu rỗi, đạo của bác ái, đạo của tình thương, vân vân. Rõ ràng là giáo hội ăn ngang, nói ngược, ăn không, nói có, gian manh, bịp bợm đến cùng cực của gian manh và bịp bợm. Nói về những ác tính ghê tởm này, giáo hội La Mã, giáo sư Lý Chánh Trung ghi lại trong cuốn Tôn giáo và Dân tộc như sau: Ngay trong thời vàng son của Phật giáo Ấn Độ dưới triều hoàng đế Ashoka, chính là vua này đã ban hành và cho khắc lên đá một sắc chỉ khuyến cáo sự khoan dung. Sự khoan dung giữa các tôn giáo. Chúng ta không nên chỉ tôn kính riêng tôn giáo của mình mà phải kết án tôn giáo của người khác. Trái lại, chúng ta phải tôn trọng tôn giáo của kẻ khác. Làm như vậy, chúng ta vừa làm sáng danh tôn giáo của mình, vừa giúp ích cho tôn giáo của người khác. Làm ngược lại là đào mồ chôn tôn giáo của mình, đồng thời làm hại tôn giáo của người khác. Trong giáo hội Công giáo thì trái lại, khuynh hướng đóng kín và tự mãn hiện diện ngay trên bình diện tập thể, vì giáo hội đã tự ý thúc mình như một dân tộc được Thiên Chúa chọn lựa và giao cho sứ mạng cứu rỗi nhân loại. Giáo hội là con đường độc nhất đưa tới Thiên Chúa. Ngoài giáo hội không thể có sự cứu rỗi. Hậu quả của quan niệm ấy chính là tính cách bất khoan dung của giáo hội Công giáo. Giáo hội đã được Thiên Chúa ban truyền toàn bộ sự thật cần thiết cho sự cứu rỗi, và chỉ giáo hội mới có quyền giải thích hoặc khai triển sự thật đó. Đây chỉ là quyền tự ban, vì bản chất giáo hội là một ngụy giáo hội. Tất cả những gì ở ngoài sự thật nói trên hoặc trái với lời giải thích của chánh thức của giáo hội chỉ có thể sai lầm. Trong quá khứ không biết đã có bao nhiêu lần giáo hội đã giải thích sai lầm, mà giáo hội có quyền ở đâu ra, và có bổn phận tiêu diệt sự sai lầm để bảo vệ sự thật, hầu hoàn thành sứ mạng cứu rỗi của mình. Quyền năng cứu rỗi của các Chúa Giêsu đã bị dẹp bỏ trước sự tiến bộ trí thức của nhân loại. Vậy sứ mạng cứu rỗi của giáo hội là cái gì? Kể từ dạo ấy, mỗi khi hoàn cảnh cho phép, giáo hội đã không ngần ngại dùng bạo lực để tiêu diệt những tôn giáo khác, đập phá các đền thờ tà thần, đốt sách vở ngoại đạo và đốt luôn bọn người bị xem là lạc đạo nếu không chịu sửa sai. Giáo hội đã theo đúng luật của Thượng Đế trong Cựu Ước. Những hành động nói trên không phải bắt nguồn từ một khuynh hướng đế quốc, mà là từ cái ý thức rất chân thành và nghiêm chỉnh của giáo hội về sứ mạng cao cả của mình. Đây chính là điều mà ông Nguyễn Văn Trung cho rằng giáo hội bị cái trước cám dỗ làm điều thiện. Thật là cảm động khi nhìn lại cái ý chí sắt đá mà giáo hội đã giữ được nguyên vẹn bao cuộc thăng trầm trong gần 2000 năm lịch sử, để thi hành mạng lệnh cuối cùng của Đức Kitô: các con hãy ra đi dạy dỗ các dân tộc. Giáo sư Lý Chính Trung không biết rằng câu này là Giêsu nói sau khi chết, và các dân tộc có cần đến một giáo hội như giáo hội Công giáo dạy dỗ không? Điều đáng buồn là một số phương pháp mà giáo hội đã dùng đến để dạy dỗ các dân tộc có tính cách phản giáo khoa. Không phải là phản giáo khoa mà là phi đạo đức. Sự bất khoan dung khiến cho trong quá trình giáo hội không bao giờ chấp nhận tự do trong nội bộ của mình, cũng như trong xã hội loài người nói chung. Trong nội bộ giáo hội, người Công giáo không có quyền có ý kiến riêng, mà luôn luôn phải theo lời dạy của giáo quyền. Có một ý kiến riêng là đã lạc đạo rồi, như giám mục Boniface viết: người lạc đạo là người có một ý kiến theo nguyên nghĩa, mà có một ý kiến là gì? Là một tư tưởng riêng, một tình cảm riêng. Nhưng người Kitô hữu là người Công giáo, nghĩa là con người phổ biến, con người không có tình ý riêng tư, mà luôn luôn phải tuân theo tình ý của giáo hội, không một chút do dự. Nhưng nếu tình ý của giáo hội tương phản với tình ý của dân tộc thì sao? Trong xã hội loài người, giáo hội không bao giờ công nhận cho các tôn giáo khác hoặc cho những người không Công giáo cái quyền ăn nói ngang hàng với mình, bởi các lý do giản dị là chỉ có giáo hội mới có sự thật, mà chỉ có sự thật mới có quyền ăn nói. Người sai lầm thì chỉ có mỗi một quyền sửa sai. Đây chẳng qua chỉ là một điều tự tôn của giáo hội trong thời Trung Cổ. Ngày nay đã không còn bất cứ một giá trị nào. Trong thông điệp ngày 29 tháng 4 năm 1814 gửi Đức Giám mục địa phận Joliet, Đức Giáo hoàng Pio thứ 7 viết: người ta vẫn lộn sự thật với sự sai lầm. người ta đặt hiền thê, thánh thiện và tinh thần tinh truyền của Đức Kitô, tức giáo hội Công giáo. John Calvin đã gọi giáo hội Công giáo là con điếm điên dại. Thay vì là hiền thê của Chúa, ngang hàng với những giáo phái lạc đạo và ngay cả với bọn Do Thái bất tín, Đức Giáo hoàng Gregory thứ 16 đã gọi tự do báo chí là thứ tự do tai hại nhất, đáng ghét nhất, kinh tởm nhất mà là một số người dám đòi hỏi một cách ồn ào, cuồng nhiệt và quảng bá khắp nơi. Tóm lại, ít nữa là trước công đồng Vatican II, lý tưởng của giáo hội vẫn là thời vàng son Trung Cổ, trong đó giáo hội có đủ thế lực để giành độc quyền, dạy dỗ các dân tộc. Tôi nghĩ rằng chính sự bất khoan dung nói trên, ngoài những lý do khác, đã khiến cho giáo hội va chạm nặng nề với các dân tộc Á Đông và đã không thành công mỹ mãn trong việc trao giảng tin mừng tại vùng này. Sau 4 thế kỷ giảng dạy với những phương tiện hùng hậu, những hy sinh lớn lao, phải nhận rằng số người Á Đông theo đạo thật là ít ỏi. Ngoại trừ xứ Phi Luật Tân, lý do căn bản của kết quả khiêm tốn ấy phải chăng là người Á Đông khi theo đạo phải ly cách với cộng đồng dân tộc chính là vì giáo hội đã xem các nền văn hóa Á Đông là vô giá trị, sai lầm, tội lỗi. Do đó gần như bắt buộc người Á Đông phải lựa chọn giữa dân tộc và giáo hội. Ngày nay hầu hết mọi người đều đồng ý rằng việc cấm đạo, giết đạo người dưới các nhà vua triều Nguyễn là một hành động bất nhân và sai lầm. Nhưng nếu chúng ta tự đặt mình vào ở địa vị các nhà vua ấy, vào cái khung cảnh tâm lý thời đó thì có lẽ chúng ta khó có thể làm gì khác hơn. Lựa chọn giữa tôn giáo và dân tộc trong lịch sử có lẽ chỉ có người Công giáo là phải đương đầu với tình cảm đau đớn như vậy. Qua bản văn sử trên đây, chúng ta thấy giáo hội đã xem các nền văn hóa Á Đông là vô giá trị, sai lầm và tội lỗi, và giáo hội cho rằng giáo hội có quyền và có bổn phận tiêu diệt sự sai lầm bằng cách dùng bạo lực để tiêu diệt những tôn giáo khác, đập phá các đền thờ tà thần, đốt sách vở ngoại đạo và đốt luôn bọn người bị xem là lạc đạo. Để bảo vệ sự thật, hầu hoàn thành sứ mạng cứu rỗi của mình, mà những dân tộc theo tôn giáo và văn hóa khác với đạo Gia Tô phải sửa sai như thế nào thì mới đúng theo ý của giáo hội? Phải chăng theo đúng ý của giáo hội là La Mã, là các dân tộc Á Đông phải từ bỏ nền văn hóa khổng mạnh, tuy theo cương vị trong mối ngũ thường, mà hành xử theo nguyên tắc trung, hiếu, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, dũng, để sống theo nền đạo lý phản nhân luân và lời dạy của ông Chúa Con Giêsu trong Mát-thiêu 12:34 đến câu 37, và lời giáo hội dạy tín đồ rằng cha con tố các nhau, vợ chồng tố cáo nhau, anh em tố cáo nhau, bạn hữu tố cáo nhau, hàng xóm láng giềng tố cáo nhau, vân vân, trước tòa án của giáo hội. Rõ ràng giáo hội không những chỉ ăn ngang, nói ngược, gian minh, bịp bợm, ăn không nói có, mà còn có những thành tích về tội ác chống lại nhân loại hết sức dã man và cực kỳ tàn ngược, khiến cho toàn thể nhân gian, thế giới đều phải ghê tởm. Biết rõ điều này, cho nên trong những năm gần cuối cuộc đời, mỗi lần thánh du đến một mà quốc gia nạn nhân nào của giáo hội, giáo hoàng John Paul II cũng phải xin lỗi lia lịa. Tính ra từ năm 1992 cho đến năm 2000, ông giáo hoàng này đã xin lỗi nhân dân các quốc gia nạn nhân của giáo hội đến cả trên dưới 100 lần. Có lẽ giáo hoàng John Paul II cảm thấy xin lỗi như vậy cũng chưa đủ để làm cho nguôi lòng căm giận hận thù của nhân dân thế giới, cho nên ông mới cho tổ chức một buổi lễ vô cùng trọng thể tại quảng trường Pedro trong kinh thành Roma vào ngày 12 tháng 3 năm 2000, để chính ông và các vị chức sắc cao cấp trong giáo triều Vatican đứng ra chính thức cáo thú tội ác của Chúa về những rặng núi tội ác chống lại nhân loại trong gần 2000 năm qua của giáo hội. Người Trung Hoa thường nói giang sơn dị cải, bản chất nan di. Cái bản chất sắc sược, ngang ngạo, ăn ngang nói ngược, quay quắt, lắc léo, lật lòng và lươn lẹo của giáo hội La Mã quả thật là nan di, hết thuốc chữa. Cái bản chất này đã ăn sâu vào trong huyết quản và tâm não của tất cả các vị chức sắc trong giáo hội, từ giáo hoàng cho đến các vị chức sắc cao cấp trong giáo triều Vatican, xuống tới các hồng y, giám mục và linh mục, cũng như bọn văn nô gia tô tại khắp các địa phương. Cũng vì thế mà ngay trong buổi lễ cáo thú tội ác vào ngày 12 tháng 3 năm 2000, có hàng trăm triệu con mắt từ khắp mọi nơi trên thế giới theo dõi qua các đài truyền hình và giáo hoàng John Paul II và các ông chức sắc cao cấp trong triều và giáo triều Vatican cũng vẫn lươn lẹo bằng cách chỉ xin lỗi với Chúa mà không có một lời nào nói với các dân tộc nạn nhân để xin lỗi, nhận lỗi và nhận lãnh trách nhiệm bồi thường những thiệt hại cho họ về cả tinh thần lẫn thể chất và vật chất. Giáo hội La Mã lưu manh và lươn lẹo là thế đó. Nói về đặc tính lươn lẹo của giáo hội La Mã, học giả Gia Tô Phan Đình Diệm viết trong bản văn những lời bàn về Mecuban, bài 3 Giáo hội Công giáo Roma Latin cáo thú tội lỗi ngàn năm vào ngày Chủ nhật 12 tháng 3 năm 2000 như sau. Lời 8. Trong 7 chương tội mà giáo hội Công giáo Roma Latin cáo thú có nhiều tội danh phải kể là vượt tội mang cấp số cộng hay cấp số nhân. Ví dụ giáo hội phạm tội A muốn giấu kín và bưng bít tội A, giáo hội nhắm mắt phạm thêm tội B để bảo vệ tính bí nhiệm của tội A. Giáo hội bị cuốn hút vào quy luật đổ gây chuyện của những con bài domino. Giáo hội phạm thêm tội C để bảo vệ tội A và tội B. Thử tưởng tượng từ ngày giám mục Pero Caution đồng âm với con heo thiêu sống bà thánh Jenner Aris cho đến ngày bà được phong thánh là hơn 400 năm. Các tòa giảng của giáo hội trên khắp cõi Âu Châu phải ăn gian, nói dối và vu oan giá họa cho bà bao nhiêu lần. Giết bà cũng một tay giáo hội, phong thánh cho bà cũng một tay giáo hội, nhưng có mấy ai được may mắn như bà. Hầu hết trong các tội trọng mà giáo hội phạm tại các tòa điều tra dị A giáo là tội đẻ ra, tội theo cấp số cộng và cấp số nhân. Đoạn văn trên đây cho chúng ta thấy bộ máy tuyên truyền của giáo hội La Mã hết sức trắng trợn, hết sức siêu việt và hết sức tinh vi. Nói cho rõ hơn, bộ máy tuyên truyền này có biệt tài đội trắng thay đen. Nó có thành công, nói không thành có, quay quắt, lắc léo, lươn lẹo, lật lòng và bịp bợm, hết sức trắng trợn, hết sức siêu việt. Vì rằng khi hành xử như vậy mà giáo hội vẫn thản nhiên, không tỏ ra chút gì thẹn thùng đối với lương tâm, đối với mọi người, hết sức tinh vi ở chỗ tất cả những gì do bộ máy tuyên truyền của giáo hội đưa ra đều được thi hành theo sách lược tăng xâm giết người. Nhắc đi nhắc lại nhiều lần, và sách lược cả vú lấp miệng em, dùng tất cả các phương tiện truyền thông từ rao truyền ở trong nhà thờ, báo chí, truyền đơn cho đến truyền thanh, truyền hình, rỉ tai và nhiều khi còn sử dụng cả những thủ đoạn hăm dọa hay khủng bố. Những người nào dám vạch mặt rằng sự thật về việc làm bỉ ổi của giáo hội với thâm ý để cho họ nạn nhân hiểu rằng theo ta thì sống, chống ta thì chết. Siêu việt ở chỗ mỗi khi đưa ra một luận điệu gian dối nào để lừa bịp thì cán bộ và tín đồ Gia Tô đều răm rắp thi hành vô điều kiện như trên mà không cần biết hậu quả của đó sẽ làm người đời ghê tởm và phỉ nhổ cả tòa thánh Vatican, mà họ một lòng tôn thờ vinh danh và cúc cung phụng sự. Những kỹ thuật hay tài nghệ ăn không nói có và lương lẹo trên đây của giáo hội La Mã đều được truyền dạy cho tất cả tín đồ Gia Tô ngoan đạo của giáo hội. Cũng vì thế mà trong các cuốn sử do những tín đồ Gia Tô ngoan đạo người Việt biên soạn, chúng ta sẽ thấy không có một lời nào nói đến bàn tay tội ác của giáo hội La Mã ở Âu Châu trong suốt thời Trung Cổ từ ngày 20 tháng 5 năm 325 cho đến giữa thế kỷ 19. Không có một lời nào nói đến bàn tay tội ác của giáo hội ở các thuộc địa Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha từ cuối thế kỷ 15 cho đến giữa thế kỷ 20, tại các thuộc địa Pháp ở châu Phi và châu Á từ đầu thế kỷ 19 cho đến thế kỷ 20, và riêng ở Việt Nam trong suốt thời kỳ từ năm 1553 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Vì bản chất và chịu ảnh hưởng sâu nặng những lời dạy mất dạy trong Cựu Ước cũng như những lời dạy phản nhân luân trong Tân Ước và những lời dạy lưu manh của giáo hội cùng với những thủ đoạn lươn lẹo bóp méo sự thật như trên. Cho nên trong giáo hội La Mã, từ những vị chức sắc cao cấp nhất là giáo hoàng cho đến các hồng y, giám mục trong giáo triều Vatican và các hồng y, tổng giám mục, linh mục cũng như các mục sư, sư huynh tại các giáo khu, giáo phận, họ đạo, xóm hay làng đạo hay trong các dòng tu đều sống và hành xử theo đúng như những lời dạy mất dạy của Chúa Cha Jehovah, Chúa Con Giêsu và giáo hội La Mã. B. Giáo hoàng và tu sĩ sống đời phóng đảng, loạn luân, dâm loạn. Giáo hoàng cũng như những tu sĩ các cấp trong giáo hội, từ các hồng y, giám mục cai quản giáo hội, các linh mục quản nhiệm các họ đạo đều có quá nhiều quyền hành, nhiều đến nỗi giáo hoàng rất Ray thứ 7 năm 1073 năm 1085 đã phán rằng không ai có quyền phán xét giáo hoàng, và giáo hoàng có quyền trút phế các vua chúa nằm dưới quyền thống trị của giáo hội, và quyền hành của các hồng y, tổng giám mục và linh mục cai quản các giáo phận và các họ đạo tại các quốc gia cũng rất lớn và rất nhiều, đến nỗi nhân dân dưới quyền thường gọi họ là các nhà độc tài áo đen hay bọn lãnh chúa áo đen, và người Pháp gọi là bọn quả đen. Quyền hành xin tội ác và xin hữu hóa, quyền hành càng lớn càng nhiều thì tội ác càng nặng, càng trồng chất, và tình trạng hữu hóa càng trầm trọng. Đây là quy luật lịch sử và xã hội trong giáo hội La Mã. Các giáo hoàng và giới tu sĩ cũng không khó thoát ra khỏi quy luật lịch sử này. Có ở trong chăng mới biết chăng có rằng không ai biết rõ tội ác và tình trạng hữu hóa của các giáo hoàng và các giới tu sĩ Gia Tô bằng chính các tu sĩ và giáo dân của giáo hội. Vì thế giáo hội mới tìm cách che giấu, bưng bít tội ác và tình trạng hữu hóa trong giáo hội, bưng bít bằng cách dạy dỗ giáo dân rằng văn lời quý hơn là lễ, phải tuyệt đối trung thành với giáo hội, phải triệt để tuân hành những lời dạy hay lệnh truyền của các đáng bề trên, phải giấu kín những chuyện tội lỗi dù có thật xảy ra trong giáo hội, không nên để cho người ngoại đạo được biết. Cha, linh mục là đại diện của Chúa, phải coi cha như Chúa. Những người cha nói và hành động là nói và hành động theo ý Chúa, hay nói theo ý Chúa và hành động theo ý Chúa. Nếu các cha có làm sai trái thì đã có Chúa phán xét. Là giáo dân ngoan đạo không được bàn tán và nói hành nói tội các cha. Bàn tán, nói hành nói tội hay nói xấu các cha tức là bàn tán, nói hành nói tội hay nói xấu Chúa, và sẽ Chúa trừng phạt đàn xuống hỏa ngục đời đời. Những lời dạy trên đây đều ẩn chứa đụng những thủ đoạn bịp bợm, vừa răn đe vừa hù dọa để khủng bố tinh thần, khiến cho giáo dân ngoan đạo cuồng tín. Dù có chứng kiến tận mắt những hành động tội ác của các cha thì cũng phải nín thinh thích để cho các cha tiếp tục hành xử, vì rằng các cha hành xử theo ý Chúa. Như vậy là nhờ thờ những lời dạy trên đây của giáo hội, các ngài có thể tha hồ hữu hóa, tha hồ sống đời ô dâm, và tha hồ lao vào hố sâu tội ác mà không sợ tín đồ nạn nhân làm rùm beng. Dưới đây là một chuyện có thật 100% trong khu rừng tội ác của các ngài, được các học giả Âu Mỹ sưu tầm và được học giả Gia Tô, Charlie Nguyễn ghi lại như sau. Đối với những thiếu niên của những gia đình ngoan đạo thì các tu sĩ Công giáo luôn luôn được chúng coi là những người thánh thiện và có uy tín hơn cả cha mẹ của chúng. Khi bị các tu sĩ lạm dụng tình dục, chúng không dám về mắt cha mẹ vì sợ bị cha mẹ la mắng hay trừng phạt. Năm 1992, một số nhà tâm lý học đã phỏng vấn 15 em nhỏ ở Lafayette, Louisiana bị tu sĩ lạm dụng tình dục. Các em cho biết đã không dám tố cáo vì bị các linh mục hăm dọa. Nếu tố cáo sẽ bị Chúa đày xuống hỏa ngục, hoặc mày phải câm miệng, nếu không quỷ sẽ bắt mày. Mấy bé gái bị linh mục sờ mó đã khai, cha nói Chúa đã chọn con để giúp cha biết cái đó thế nào. Trong chương này có một chuyện đáng chú ý, đó là chuyện của Christina Clark thuộc giáo phận Joliet, Liêu. Lúc cô lên 7 tuổi đi học lớp giáo lý để rước lễ lần đầu thì cô đã bị cha xứ là Estefania dụ dỗ hôn hít sờ mỏ. Năm cô 14 tuổi, cô bị cha xứ dạy cách thủ dâm cho ông ta. Năm 18 tuổi, cha xứ giao cấu với cô. Lúc này cô tỏ ra rất lo lắng vì sợ tội. Cha khẳng định giao cấu với cha không có tội vì lý do ý Chúa. Sau đó Christina không thể chịu đựng được nữa nên nói với cha mẹ, ý định tố cáo nội vụ trước cảnh sát. Linh mục Estefania thấy nguy nên trình sự việc với tòa giám mục Joliet. Tòa giám mục này cho người đến trao cho gia đình Christina số tiền 450.000 đô la để mua sự im lặng. Người Việt Nam ta có câu cái kim buộc trong vẽ lâu ngày cũng lòi ra. Cho nên dù là giáo hội đã dạy dỗ tín đồ có bổn phận phải giấu kín những chuyện tội lỗi dù có thật xảy ra trong giáo xứ, không nên để cho người ngoài biết. Nhưng cuối cùng bằng mọi cách, trong các phương pháp điều nghiên, các nhà viết sử đã tìm ra những bài viết được những gì mà giáo hội dạy dỗ tín đồ của giáo hội cần phải giấu kín, rồi ghi vào trong sách sử, lưu lại cho đến cho người đời biết rõ những sự thật này. Nhờ vậy mà ngày nay chúng ta mới biết được những rặng núi tội ác của giáo hội cao chất ngất và trùng trùng những hàng chục mà rặng núi Hy Mã Lạp Sơn. Câu chuyện trên đây về em bé gái Christina Clark thuộc giáo phận Joliet bị cha Estefania dụ dỗ là tan nát cả đời hoa, và những gì trình bày dưới đây chỉ là một vài hạt cát trong những rặng núi tội ác này của giáo hội. Sách Babylon Mystery Religion dành hẳn chương 12 với tựa đề là Pampon Emot Reality. Trong đó tác giả kể ra những màn kịch của hơn 20 giáo hoàng, Đức Thánh Cha, đại diện Chúa Kitô ăn no rưỡng bở, rồi ấm cật, dâm dật, phao câu, rồi thanh toán lẫn nhau bằng những thủ đoạn vô cùng kinh khủng mà tác giả cuốn sách này cho là kinh khủng độc nhất vô nhị trong lịch sử loài người. Xin mời quý vị theo dõi những sự kiện này qua các tài liệu và sách sử với những đoạn văn nguyên bản như sau, thêm vào những bằng chứng hiển nhiên cho chúng ta thấy rằng nhân cách và đức độ của rất nhiều ông giáo hoàng không xứng đáng được gọi là giáo hoàng. Một số các ông giáo hoàng có những hành động hủ hóa, sa đọa, đê tiện và bỉ ổi đến nỗi ngay cả những người ngoại đạo cũng cảm thấy xấu hổ cho các ngài. Các ông giáo hoàng thường hay phạm những tội ác như ngoại tình, làm tình một cách bất thường với đàn ông, bán thánh, hiếp dâm, giết người và say sưa túy lý. Những người thường cao rao là Đức Thánh Cha, là đại diện của Chúa Kitô, là giám mục của các ông giám mục, mà lại mang đầy những tội ác như vậy, nghe ra thật là rùng mình. Những ai đã thấu hiểu lịch sử của chế độ giáo hoàng và giáo hội La Mã đều biết rõ hơn ai hết rằng không phải tất cả các ông giáo hoàng đều thánh thiện cả. Sách Gia Tô Thực Dân Sử Liệu viết giáo hoàng Philip thứ ba 483-492 trong thời gian là giáo hoàng có tới 3 người con. 3 người con này đều đã chết cả. Giáo hoàng Horidas năm 514 đến 523 đã kết hôn với bà Maxogia và có một người con trai với bà này. Giáo hoàng Adrian thứ hai 867-872 sống chung với vợ và con gái ở điện Lateran. Giáo hoàng Sergius thứ ba 904-911 vốn là giám mục, có người vợ tên là Maxogia và đã có một người con trai với bà này. Tới năm 904, khi lên ngôi giáo hoàng, ông ta mới lấy hiệu là Sergius thứ ba. Nhờ sẵn có thế lực của cha mẹ, mấy chục năm sau, người con trai này trở thành giáo hoàng John thứ 11 931-936. Giáo hoàng John thứ 12 955-963 đã từng loạn luân với em gái và bị chết vào ngày 14 tháng 5 năm 964 khi đang với một cô nhân tình. Giáo hoàng Leo thứ 8 963-964 chết đột ngột vì bị máu xâm trong lúc đang phạm tội thông dâm. Giáo hoàng Leo thứ 8 963-964 chết đột ngột vì bị máu xâm trong lúc đang phạm tội thông dâm. Giáo hoàng Benedict thứ 9 1033-1044 lên ngôi lúc 12 tuổi đã từng giết người thông dâm ngay giữa ban ngày, cướp bóc tiền bạc của những người hành hương mộ thánh tử đạo, bị dân La Mã tống xuất khỏi La Mã. Giáo hoàng Pius thứ 2 1458-1464 có hai người con hoang từng công khai nói chuyện về các phương pháp dụ dỗ đàn bà. Giáo hoàng Sixtus thứ 4 1471-1484 loạn luân với bà chị ruột và có một người con trai với bà này. Giáo hoàng Incosat thứ 8 1484-1492 có tới 7 hay 8 người con trai với nhiều bà khác nhau, nhiều vợ và nhiều con quá. Ông phải tìm cách tăng thêm 26 chức vụ thư ký trong giáo triều để bán với giá mỗi chức là 62.400 đồng ducat. Giáo hoàng Alexander thứ 6 1492-1503 tên thật là Borgia, một con quỷ đã công khai loạn luân với hai người em gái và loạn luân với cả con gái ruột tên là Lucrezia. Đặc biệt hơn nữa, ngày 31 tháng 10 năm 1501, ông cho tổ chức một bữa tiệc cực kỳ dâm loạn ở ngay trong điện Vatican với 50 cô gái trẻ đẹp khiêu vũ khỏa thân để mua vui cho thực khách. Những bản văn trích dẫn trên đây cho chúng ta thấy rõ những tác phong và những việc làm thương luân, bại lý, bất nhân, phi luân, bạo ngược và đại nghịch bất đạo của các ông mang đức chức thánh trong các giáo hội La Mã, xuất phát ngay từ những nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất trong giáo hội, rồi các vị chức sắc cao cấp trong giáo triều Vatican cũng như trong các giáo khu, giáo phận và họ đạo tại các địa phương ở khắp nơi trên thế giới. Cứ gieo gương đó, cứ theo gương đó mà hành xử theo quy luật hình chớp nón hay kim tự tháp, nghĩa là càng xuống cấp thấp cả các cán bộ thừa hành các tự do tung tác, càng tha hồ ăn no rưỡng mỡ và càng phóng tay hà hiếp người dân thấp cổ bé miệng. Kể từ đó cho đến ngày nay, những hành động kinh tởm trời không dung đất không tha này không những đã làm bị giáo hội lên án, mà trái lại chính những người lãnh đạo cao cấp nhất trong giáo hội còn chủ trương hành động như thế. Vì vậy mà trong gần 2.000 năm qua, giáo hội mới luôn luôn bao che, tán dương và khích lệ bọn cán bộ chân tay của giáo hội hăng say lao đầu vào hố sâu tội ác bằng cách phong thánh và vinh danh những tên tội đồ khốn kiếp lên hàng Đức Thánh Cha, Thánh Con, Thánh Lớn và Thánh Nhỏ, để cho giáo dân noi theo mà sống theo đạo đức Kitô. Theo các bản sử trên đây và nhiều tài liệu sử khác, chúng ta thấy một số những bộ mặt thật vô cùng ghê tởm của khá nhiều Đức Thánh Cha trong giáo hội La Mã. Một, giáo hoàng John thứ 12 955-963 đã từng loạn luân với em gái và bị giết vào ngày 14 tháng 5 năm 964 khi đang làm tình với một cô nhân tình, một con quỷ dâm dục và loạn luân. John thứ 12 lên ngôi giáo hoàng khi mới 18 tuổi, được mô tả như một kẻ vô đạo thất học. Ông đã từng loạn luân với em gái ông. Sách Catholic Encyclopedia đã miêu tả giáo hoàng John thứ 12 như là một người đàn ông lỗ mãng, vô đạo đức, sống trong tòa lâu đài Lateran, được dư luận xem nhà thổ. Ông là bại liệt vì hành động thông dâm. 2. Giáo hoàng Leo thứ 8 963-964 chết đột ngột vì bị máu xâm trong lúc đang phạm tội thông dâm với ai nếu không phải là thông dâm với nữ tín đồ ngoan đạo siêng năng đi nhà thờ. 3. Giáo hoàng Benedict thứ 9 1033-1044 lên ngôi lúc 12 tuổi đã từng giết người thông dâm với nữ tín đồ ngay giữa ban ngày, cướp bóc tiền bạc của những người hành hương mộ thánh tử đạo, bị dân La Mã tống xuất khỏi La Mã. một con quỷ dâm dục. Giáo hoàng Pius thứ hai năm 1458 năm 1464 có hai người con hoang từng công khai nói chuyện về các phương pháp dụ dỗ đàn bà, vừa là ma cô vừa là quỷ dâm dục. Thứ năm, giáo hoàng Sixtus thứ tư năm 1471 năm 1484 sống chung và làm tình với người em gái ruột sinh ra một người con tên là Petro Rio, một thằng ma cô và loạn luân. Xin dừng lại chỗ này chút xíu. Ví dụ như mình đọc qua là 1471 năm 1484. Đây không phải là năm sinh và năm mất, và đây là chính thức là năm lên làm giáo hoàng và năm kết thúc không làm giáo hoàng nữa hoặc là đã chết. Tiếp tục phần thứ 6, giáo hoàng Alexander thứ 6 năm 1492 năm 1503 tên thật là Borgia, một con quỷ đã công khai loạn luân với hai người em gái và loạn luân với cả con gái ruột tên là Lucrezia. Đặc biệt hơn nữa, ngày 31 tháng 10 năm 1501, ông cho tổ chức một bữa tiệc cực kỳ dâm loạn ở ngay trong viện điện Vatican với 50 cô gái trẻ khiêu vũ khỏa thân để mua vui cho thực khách. Một thằng bạo chúa vừa loạn luân vừa dâm loạn. Một ông linh mục mà đường đường mang mát thánh tại lại làm tình với mẹ ruột của ông ta. Sự kiện này được sách Vicar of Christ viết nơi trang 406. Năm 1064, một giáo sĩ xứ Oran ở Pháp đã thông dâm với người vợ thứ hai của thân phụ ông ta, giáo hoàng Alexander 1061 đến 1073. Không những đã không bãi chức của ông giáo sĩ này mà vẫn còn để cho ông ta tiếp tục rước lễ. Ngài cho rằng ông giáo sĩ này đã không phạm tội, có gia đình chính thức. 2 năm sau, một giáo sĩ ở Padua thú nhận là đã loạn luân với người mẹ ruột. Giáo hoàng Alexander đã đối xử rất tử tế với ông giáo sĩ này và để mặc cho ông giám mục quản nhiệm địa phương tùy ý quyết định nên hay không nên để cho ông ta tiếp tục phục vụ. Đối với giáo hoàng Alexander thứ hai năm 1061 năm 1073, thông dâm hay loạn luân với vẫn còn thích hơn là có một giáo sĩ chính thức có gia đình. Không biết cuộc làm tình loạn luân này có làm cho bà mẹ của ông ta mang bầu hay không. Nếu có, bà ta sẽ sinh ra một đứa nhỏ. Đứa nhỏ này ở vào trường hợp giống y hệt như trường hợp Chúa Bố Jehovah, Chúa Con Giêsu và Chúa Mẹ là Maria. 8. Bản văn trên cũng cho chúng ta thấy một ông linh mục khác cũng đường đường mang chức thánh mà làm tình loạn luân với người vợ thứ hai của bố. Lại một vấn đề được nêu lên giống ở trên. Nếu bà mẹ ghẻ của ông linh mục này mang bầu và sinh ra một đứa nhỏ thì đứa nhỏ này cũng ở vào trường hợp Chúa Bố Jehovah, Chúa Con Giêsu và Chúa Bố Mẹ là Maria. 9. Tu sĩ Gia Tô được quyền an ủi những bà vợ có chồng xa nhà. Ở Avignon, giáo hoàng John thứ 22 tham lam cho phép các tu sĩ được giữ tình nhân với điều kiện phải đóng thuế. Ngay cả các ông tu sĩ trong trắng không có tình nhân cũng phải đóng thuế trong trường hợp họ ngã vào vòng tay của một người đàn bà. 10. Trong xã hội Gia Tô, xin hiểu là trong các xóm đạo, làng đạo, cứ 2 trong 5, 40% đứa con hoang là của các dòng của các ông tu sĩ. Một bản thống kê cho biết một xứ có 900.000 dân mà có tới 3.000 tu sĩ, và cứ trong 2 trong 5, 40% đứa con hoang là con của các ông tu sĩ này. Không biết tại sao sử gia Phêrô de Ros lại gọi những đứa trẻ này là con hoang, thiết nghĩ rằng phải nên gọi chúng nó là những đứa con của các ngài mang chức thánh hay là những ông thánh con của giáo hội La Mã. Nói theo ngôn từ của bà Hồ Xuân Hương thì ông thánh con này chính là thành quả của những đàn cá thòng rồng của các ngài mang chức thánh mang đến thả vào trong những cái giếng thánh tăng của nữ tín đồ Gia Tô. Có tới 40% những đứa con hoang ở trong các cộng đồng Gia Tô, những đứa con rơi này thực ra là những đứa con rơi do các ông giáo hoàng thông dâm với nữ tín đồ. Nhưng đã nói ở trên, và những đứa con rơi của các hồng y, giám mục và linh mục làm tình với các nữ tín đồ trong họ đạo và với bà nữ tu ở trong các nữ tu viện như đã nói ở trên. Nếu những đứa này may mắn không bị các ngài hay các bà giết chết ngay từ lúc mới chào đời, dĩ nhiên là người đời hay nhân dân thế giới chỉ có thể biết được những hành động bạo ngược, độc ác, dã man, loạn luân, phi luân của các ngài, mà những hành động đó đã được ghi lại trong sử sách, phơi bày ra trước công luận. Còn những gì bị bưng bít, bị giấu nhẹm thì chúng ta không thể nào biết được, căn cứ vào việc giáo hội luôn luôn dạy dỗ và nhắc nhở con chiên của giáo hội phải giấu kín những việc làm tội lỗi trong giáo hội, như nhà văn Gia Tô Nguyễn Ngọc Ngàn kể rõ cho chúng ta biết trong các tác phẩm Xóm Đạo, nơi trang 320. Chúng ta có thể suy ra rằng còn rất nhiều những chuyện kinh thiên động địa hay đại nghịch bất đạo khác của các nhà lãnh đạo và toàn thể mọi người trong giới tu sĩ trong giáo hội La Mã vẫn còn nằm ở đằng sau tấm màn bí mật. Ông Chúa Con Giêsu được bố Chúa là Jehovah phái xuống trần gian chịu chết để chuộc tội tổ tông cho loài người, và được giáo hội gọi là Chúa Cứu Thế. Vì vậy mà ông Giêsu trở thành đối tượng thờ phượng của giáo hội và tín đồ Gia Tô. Giáo hội thường cao rao sự tự phong là hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, là đại diện duy nhất của Chúa Bố Jehovah và Chúa Con là Giêsu ở trên cõi trần gian này. Và ngoài giáo hội sẽ không có cứu rỗi chức năng của ông Chúa Con Giêsu và của giáo hội quan trọng như vậy. Cho nên vì đã thờ phượng Chúa Giêsu Kitô phải sống theo đức tin Kitô, và vì phải tuyệt đối vâng lời trung thành với giáo hội tu sĩ các cấp, từ giáo hoàng cho đến các hồng y, giám mục, linh mục, sư huynh và tín đồ cũng phải đều triệt để vâng lời và sống đúng theo những lời dạy của ông Chúa Con Giêsu trong Matthew 10:2.34 đến câu 37. Và lời giáo hội dạy tín đồ rằng cha con phải tố cáo nhau, vợ chồng tố cáo nhau, anh em tố cáo nhau, bạn hữu tố cáo nhau, hàng xóm láng giềng tố cáo nhau, vân vân, trước tòa án của giáo hội. Cũng vì thế mà các ông giáo hoàng và tu sĩ trong giáo hội có những hành động phản nhân luân, sống đời đỉ điếm, loạn luân, dã man như đã trình bày ở đoạn trên. Và tất cả những tín đồ Gia Tô cuồng tín người Việt đã mất hết những đức tính cao đẹp, trung, hiếu, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín và dũng của nền văn hóa Á Đông, và trở thành những quân vong bản, phản dân tộc, phản quốc. Và chính những hành động của họ trong lịch sử từ cuối thế kỷ 18 cho đến ngày nay là nói lên sự thật này. Trên đây là nói về các giáo hoàng và các chức sắc cao cấp trong giáo triều Vatican, các tu sĩ Gia Tô, Âu Châu, về những tội ác loạn dâm, sờ mó trẻ em và thông dâm với tín đồ Gia Tô của các ông tu sĩ Gia Tô Hoa Kỳ. Thiết tưởng tin tức loan truyền qua các cơ quan truyền thông như báo chí, truyền thanh, truyền hình, vân vân, ở Bắc Mỹ từ mùa xuân năm 2002 cho đến nay, và khởi đầu từ giáo phận Boston thuộc tiểu bang Massachusetts cho đến các giáo phận Spokane, Seattle, Oregon, Los Angeles, Providence, Key, Philadelphia, Sacramento, Oakland, Louisville, vân vân, cũng đã quá nhiều đầy đủ. Ấy là chưa kể các nữ tín đồ đã có chồng con vẫn có thể được các ngài chiếu cố. Đây là những trường hợp thông dâm như đã nói ở trên. Giáo hoàng là những người ít có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với nữ tín đồ mà vẫn có thể thông dâm với họ, huống hồ là các giám mục, đặc biệt là các linh mục, những người hàng ngày thường giao thiệp trực tiếp với nữ tín đồ, thì tất nhiên là rất dễ dàng có nhiều cơ hội thông dâm với họ. Không biết khi mà hàng ngày các báo chí, các đài truyền hình và truyền thanh dồn dập loan truyền tin tức về những chuyện các ngài tu sĩ Gia Tô sờ mỏ các trẻ em, rước lễ và thông dâm với các nữ tín đồ ngoan đạo, cùng với những tín đồ, tin tức về các giáo khu phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân bị các ngài làm tình vô tội vạ như vậy, các nam tín đồ Gia Tô có thể cảm thấy choáng váng hay không? Về phần các nữ tín đồ nạn nhân của ngài mang chức thánh thì rõ ràng là có chồng càng dễ chơi ngang, đẻ ra con thiếp, con chàng, con ai, và còn hàng rừng chuyện động trời khác nữa, nói làm sao hết trượt. Đây tình trạng chung ở trong các công đồng Gia Tô, tín đồ Gia Tô. Càng ngoan đạo thì càng dễ dàng cho các ngài mang chức thánh sờ mỏ làm tình với các vị trẻ vị thành niên, đặc biệt là các trẻ em rước lễ, và càng dễ dàng thông dâm với nữ tín đồ. Tín đồ Gia Tô người Việt được xếp vào loại siêu ngoan, siêu cuồng tín, giống như tín đồ Gia Tô người Tây Ban Nha trong thời Trung Cổ. Do đó tình trạng này càng trầm trọng hơn cả. Trước tháng 4 năm 1975, khi còn ở Việt Nam, nhờ dựa vào chính quyền bảo hộ Liên Pháp Vatican 1862 năm 1945, và dựa vào các chế độ đạo Việt Gia Tô Ngô Đình Diệm và quân Việt Gia Tô Nguyễn Văn Thiệu, tất cả các giám mục và linh mục Việt Nam đều là các ông lãnh chúa, quyền bạo lực bao trùm trên các nhà cầm quyền thế tục tại các địa phương. Nhờ vậy các ngài mới có quyền lực cưỡng bách giáo dân và có bổn phận giấu kín những chuyện tội lỗi dù có xảy ra trong giáo xứ, không nên để cho người ngoài biết. Vì thế mà những hành động tội ác về vấn đề này của các ngài không bị phơi bày ra trước ánh sáng công luận của công lý. Tất cả những gì trình bày ở trên đều là truyền thống và cũng là nếp sống văn hóa trong đạo Kitô La Mã, giống như nếp sống văn hóa nhân, nghĩa, lễ, trí tín trong nền đạo lý Khổng Mạnh ở Đông Phương. Nếu những chuyện truyền thống hay nếp sống văn hóa nhân, lễ, nghĩa, trí tín trong nền đạo lý Khổng Mạnh đã trở thành bản chất của con người Đông Phương rồi, thì tự động thể hiện ra những thái độ, ngôn ngữ, cử chỉ và hành động trong cung cách hành sự đối với mọi người xung quanh một cách rất tự nhiên. Thì những truyền thống hay nếp sống văn hóa bịp bợm, bạo ngược, cả vú lấp miệng em, ăn không nói có, loạn luân, loạn dâm, đỉ điếm, mà nhà thổ biến thành nhà chúa thành nhà chứa, biến nhà thờ thành nhà thổ để lấy tiền tiêu xài, biến các nữ tu viện thành ổ điếm để cho các ngài mang chức thánh đến đó để mua vui, trong khi đạo Kitô La Mã cũng đã trở thành bản chất của giáo hội và tín đồ Gia Tô rồi, cũng tự động thể hiện ra thành ngôn ngữ, thái độ, cử chỉ và hành động trong cung cách hành xử của họ đối với mọi người xung quanh một cách rất tự nhiên. Giang sơn dị cải, bản chất nan di. Bản chất của người dân Đông Phương là sống theo quy tắc đạo lý nhân, lễ, nghĩa, trí tín dũng. Dù có trải qua trăm năm nô lệ giặc Tây, cái bản chất này cũng không bao giờ biến mất. Tương tự như vậy, những bản chất ghê tởm trên đây trong xã hội Gia Tô La Mã cũng sẽ không bao giờ biến mất. Nó sẽ mãi mãi sống ở trong lòng người tín hữu Gia Tô ngoan đạo, cuồng tín, và sẽ bùng ra khi nào có cơ hội thuận tiện, trừ phi cái giáo hội khốn nạn hay các tôn giáo ác ôn này bị giải thể không còn nữa. Ngày nay ở trong nước, thời thế đã thay đổi, các chế độ đạo Việt Gia Tô ở miền Nam Việt Nam đã bị hủy diệt, quyền lực của giáo hội không còn nữa, và tại hải ngoại hầu hết người dân Việt kiều đều sống ở các nước tự do dân chủ, mà quyền tự do tôn giáo được bảo đảm bằng điều khoản tôn giáo phải tách rời khỏi chính quyền được ghi vào trong hiến pháp. Thực trạng này đã làm cho các hồng y, giám mục và linh mục chỉ có giá trị trong giờ lễ làm lễ, khi họ đứng trước bàn thờ mà thôi. Đồng thời thực trạng này cũng làm cho các ông tu sĩ Gia Tô mất hết khả năng quyền lực để cưỡng bách tín đồ có bổn phận phải giấu kín những chuyện tội lỗi của các ngài, của giáo hội La Mã, của tòa thánh Vatican. Cũng vì thế mà những rặng núi tội ác của giáo hội La Mã trong gần 2000 năm qua, và những chuyện động trời về đời sống bê bối thối tha của các ngài như đã trình bày ở trên mới được phơi bày ra trước công luận và công lý. Có ở trong chăng mới biết chăng có rặng, không ai biết rõ những việc làm tội ác và đời sống bê bối thối tha của các giáo hoàng và của các tu sĩ cấp trong đạo Gia Tô bằng chính các ông tu sĩ và các ông trí thức trong đạo Gia Tô. Sự thật là tất cả những chuyện động trời mà chúng tôi kể lại ở trên đây cũng như bộ sách lịch sử và tội ác của giáo hội La Mã và ở trong các ấn phẩm khác đều do chính nhà trí thức cũng như các ông tu sĩ tín đồ Gia Tô, nạn nhân của các ngài khui ra công bố cho thiên hạ biết, chứ không phải là những người thuộc các tôn giáo khác. Riêng về những chuyện động trời của các ngài tu sĩ Gia Tô Việt Nam ở hải ngoại cũng do các tín đồ và tu sĩ Gia Tô trong cộng đồng Gia Tô người Việt ở hải ngoại phơi bày hay công bố cho thiên hạ biết, chứ không phải là những người Việt thuộc các tôn giáo khác. một trong những nhà trí thức Gia Tô này là Linh Mục Nguyễn Thanh Sơn. Địa chỉ giao dịch với tòa soạn của tờ báo này là P.O. Box ngày 8394 Fulton, Wanley, CA 92728 USA. Ông Linh Mục này viết trong tờ tận thế số ra mắt nơi trang 27 ngày 15 tháng 6 năm 2002 như sau: những ai đã biết đọc và nghe về những ác quỷ dưới đây mà còn cố tình bênh vực, bao che, ủng hộ, ca tụng thì đi xem lễ do chúng làm sẽ bị Đức Mẹ nghiêm khắc trừng phạt, và rồi Lucifer sẽ lôi xuống thẳng hỏa ngục để chung sống với những linh mục tội lỗi, dâm bôn và phạm thánh mà các đương sự mù quáng gọi là cha. A. Nhóm ác quỷ thuộc phụ tình, dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hải ngoại: Nguyễn Đức Mầu, Châu Xuân Báo, Vũ Minh Nghiễm, Đinh Ngọc Quế, Nguyễn Văn Phan, Phạm Quốc Hưng, Nguyễn Tắc Hải, Đinh Minh Hải, Phan Phát Huồn, Nguyễn Trường Luân, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Đức Thành, Bùi Quang Tuấn và Nguyễn Văn Mới. B. Nhóm ác quỷ thuộc giáo phận Los Angeles: Trần Công Nghị, Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Quang Hòa, Lê Sơn Hà, Chu Quang Minh, Vũ Thế Toàn, vân vân, tước tức Nguyễn Tầm Thường, vân vân. D. Những ác quỷ ở nhiều nơi: Đinh Đức Đạo, Đức Ông Giám Đốc Văn phòng Thờ Quỷ Roma, Phan Tấn Thành, Giáo sư Thờ Quỷ Roma, Cao Minh Dung, Đức Ông Nhân viên Bộ Ngoại giao Tòa Quỷ, Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Liên đoàn Thờ Quỷ Rivera, Borgia, Lê Xuân Thượng, Đức Ông Thợ Quỷ Cái Trần Thị Liễu, Houghton, Texas, Đào Quang Chính, Houghton, Texas, Nguyễn Ngọc Tư, Houghton, Texas, Nguyễn An Ninh, Eppontin, Hoàng Xuân Nghiêm, Tổng Thủ Quỹ Liên đoàn Thợ Quỷ Phạm Văn Tuệ, Trần Cao Tường, Vũ Hân, Việt Châu, Chủ nhiệm Nguyệt Sang Thợ Quỷ Gentra, LA, Nguyễn Đức Huyên, Giám đốc Đền Thờ Quỷ Nguyễn Văn Đại Dậu, Giáo sư Thờ Quỷ Mentirer, LA, Phạm Quốc Hùng, Phan Đình Cho, Giáo sư Đại học Thờ Quỷ Washington DC, Nguyễn Thanh Long, Silver Spin MD, Trần Quý Thiện, Arlington, Nguyễn Huy Huyền, Glen Elling, Trịnh Thế Hùng, Chicago, Đỗ Quang Biên, Hưu Trí, Thờ Quỷ Cái Màu, San Diego, CA. Còn tiếp với vô số ngàn ác quỷ nằm trong chi dòng đồng công ở các thành MO đã lợi dụng Đức Mẹ để làm tiền trắng trợn từ 24 đại hội thờ quỷ Mammon đã qua, và đại hội thứ 25 sắp tới chính Đức Mẹ sẽ đánh tan đại hội bịp này. Trong tờ tận thế số 2 15 tháng 7 năm 2002, nơi trang 31, Linh Mục Nguyễn Thanh Sơn viết: thật không ngờ một linh mục bệnh hoạn có thể trở thành một con người viết những điều mạnh mẽ như vậy. Đó là chửi thẳng vào mặt ác quỷ Nguyễn Đức Mầu, kẻ dơ bẩn đã ăn nằm với không dưới 100 đàn bà mất hết nết từ Việt Nam sang tới Hoa Kỳ. Đọc thư Linh Mục Nguyễn Thanh Sơn gửi cha bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế ở Roma, trong quyền năng Đức Mẹ diệt trừ Satan ba, và các quỷ Trần Công Nghị, kẻ dâm thú, cũng đã ăn nằm với hàng trăm đàn bà hư đốn trên 35 năm qua, từ Việt Nam sang Roma tới Hoa Kỳ. Trong số đó có hai ma nữ lõa lồ: Cao Thị Mỹ Lệ từ năm 1975 tại Portland, Oregon, con gái Cao Đăng Tường, cháu yêu dấu của Cao Đăng Minh, dòng Chúa Cứu Thế. Tên này cũng đã có con trai khôn lớn và hiện nay đang ăn nằm với con điếm nhớp nhúa nhất thủ đô tị nạn là Demon Bích Ngọc. Đôi song ca đã và đang hát rất mùi với nhau trong chương trình Lứa Đôi Thiên Chúa và Đức Mẹ mang nhãn hiệu rộng tuếch, sống tin giữa dòng đời trên đài Little Sài Gòn Radio. Căn cứ vào bản văn trích từ tờ tận thế số 2 ở trên, cô Cao Thị Mỹ Lệ, con Cao Đăng Trường, cháu ruột yêu dấu của Linh Mục Cao Đăng Minh, và cô Demon Bích Ngọc, là hai nữ tín đồ được hai ngài linh mục Cao Đăng Minh và Trần Công Nghị tận tình chiếu cố. Theo tin tức được phổ biến rộng rãi trong các nhóm điện thư trong mấy năm vừa qua, thì nữ tín đồ Demon Bích Ngọc là người đã ăn ở với linh mục Trần Công Nghị giống như vợ chồng trong nhiều năm. Rồi cơm không lành canh không ngọt đã đưa nhau ra chốn pháp đình để phân xử. Còn nữ tín đồ Cao Thị Mỹ Lệ là người tình của cha Trần Công Nghị hay của cha Cao Đăng Minh. Vấn đề này xin để cho quý vị trong cộng đồng Gia Tô, Oran, Portland lên tiếng thì mới rõ thực hư như thế nào. Nếu cô Cao Thị Mỹ Lệ là người tình chung chăn, chung gói, chung dưỡng gương giang hồ của cha Trần Công Nghị, thì chẳng hóa ra là cha Trần Công Nghị tham lam quá, có tới hai bà trong cùng một thời gian. Nếu cô Mỹ Lệ là người tình đồng sàng, đồng mộng của cha Cao Đăng Minh, thì chẳng hóa ra là chú cháu nhà nó tò tí mùi mẫn với nhau theo truyền thống loạn luân, giống như các giáo hoàng John thứ 12 năm 955, 963, giáo hoàng Sixtus thứ tư năm 1471, năm 1484, giáo hoàng Alexander thứ 6 năm 1492, năm 1503. Một giáo sĩ ở Padua thú nhận là đã loạn luân với người mẹ ruột như đã trình bày ở trên. C. Nhà thờ hay nhà thổ, nhà chúa hay nhà chứa. Bộ mặt thật của các đức cha cũng như các tu sĩ trong giáo hội La Mã ghê tởm và là như thế đó. Thế cũng chưa hết, ghê tởm hơn nữa là giáo hội La Mã còn ban cho các tu sĩ các ngài mang chức thánh cái đặc ân được giữ nhân tình với điều kiện phải đóng thuế. Ghê tởm hơn thế nữa là giáo hội còn cấp giấy phép bọn tú bà mở nhà chứa, nhà thổ để các giáo hoàng và các vị chức sắc cao cấp trong các giáo triều Vatican lấy tiền hưởng thụ sống xa hoa, phóng đảng, địa điểm miệt mài trong cuộc truy hoan. Bản văn dưới đây cho chúng ta thấy rõ sự thật ghê tởm này. Giáo hoàng Sixtus thứ tư năm 1471, năm 1484 can tội loạn luân, ăn ở với chị gái sinh ra đứa con trai tên là Petro Rario, và cũng là giáo hoàng đầu tiên cấp giấy hành nghề mở nhà chứa, nhà thổ tại kinh thành La Mã. Nhờ vậy mà mỗi năm ông thu được 30.000 tiền ducat. Ông cũng thu hoạch được những khoản tiền khá lớn bằng cách đánh thuế các tu sĩ nào muốn công khai sống với tình nhân, bạn gái. Tệ hơn nữa, ông còn làm tiền bằng cách bán giấy phép cho các ông nhà giàu được quyền an ủi các bà có chồng xa nhà, vân vân. Đồng thời, các viện nữ tu cũng được giáo hội biến thành những ổ điếm để cho các giám mục và linh mục đến đó giải quyết sinh lý. Sự kiện này cũng được sách Vicar of Christ ghi lại rõ ràng như sau. Tình trạng nam nữ chung chạ bừa bãi lan tràn trong khắp các nam và nữ tu viện. Thánh Ivo Sutri năm 1040, năm 1115 cho biết toàn thể các nữ tu viện chỉ là những nữ tù nhân mang danh là các dì phước mà thôi. Họ thường là những đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi và thực sự đã trở thành những cô gái điếm. Trong thế kỷ thứ 9, nhiều tu viện là những xào huyệt của những người đồng tình luyến ái. Nhiều nữ tu viện là những ổ điếm, nhà thổ, nơi mà những trẻ sơ sinh đều bị giết rồi đem chôn ở ngay trong đó. Các sử gia nói rằng từ khi đế quốc La Mã sụp đổ, Tây Phương không giết các trẻ sơ sinh nhiều như vậy, ngoại trừ ở trong các nữ tu viện. Hội nghị nhóm họp ở Isla Chapel vào năm 836 đã công khai thú nhận điều này. Về phần các ông tu sĩ Gia Tô thèm khát làm tình giải quyết vấn đề sinh lý, họ thường bị tố cáo về tội ác loạn luân, đến nỗi rằng họ bị cấm không được ở cùng nhà với mẹ, cô hay dì và chị em gái của họ. Những trẻ sơ sinh do hậu quả của các vụ loạn luân thường bị chính các ông tu sĩ giết chết. Con số này rất nhiều và đã được một vị giám mục người Pháp ghi vào hồ sơ tài liệu. Bản văn sử trên cho chúng ta thấy những đứa trẻ sơ sinh do kết quả của các cuộc tình làm tình của các linh mục và giám mục với các bà nữ tu bị các ngài sát hại và chôn giấu ở ngay trong các tu viện. Phần trình bày trên đây cho chúng ta thấy rõ, ngoài những hành động trời không dung đất không tha như loạn luân, biến các nữ tu viện thành những ổ điếm để các nam tu sĩ đến giải quyết vấn đề sinh lý, sát hại các trẻ sơ sinh do các cuộc tình làm tình vụng trộn thông dâm giữa các ngài với các bà nữ tu hay với các bà vợ của các nam tín đồ, giáo hội còn có cả chính sách kinh tài bằng cách cho mở nhà thổ, nhà chứa, rồi cấp giấy phép hành nghề cho những người hành nghề chủ ổ điếm, mụ tú bà, và cho các chị em gái giang hồ hành nghề để lấy tiền mở rộng ảnh hưởng hay quyền lực của nhà thờ, nhà chúa. Với hành động như trên, giáo hội đã biến nhà thờ thành nhà thổ, biến thành nhà chúa thành nhà chứa, và các ngài mang chức thánh từ giáo hoàng cho đến các ông linh mục, bạch đinh ở trên, những thằng trùm đĩ, giống như một mà thứ tú bà trong xã hội tội ác. Đây là một trong những nét độc đáo của các giáo hội luôn luôn cao rao là hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, và là hiền thê của Thiên Chúa làm người. Hội thánh gì mà lại làm những việc xấu xa, đê tiện, khốn nạn như vậy? Căn cứ vào những việc làm khốn nạn này, thiết tưởng phải gọi giáo hội La Mã là hội thánh nhà thổ. Có gọi như vậy thì mới đúng với ngôn ngữ của loài người. Nhà thờ mà làm kim tài bằng cách cho phép mở nhà thổ, nhà chứa và cấp giấy phép hành nghề cho những người hành nghề chủ ổ điếm, thì tất nhiên phải là có quảng cáo và phải có những người đưa mối. Một khi mà giáo hội đã chủ trương cho mở các nhà chứa, nhà thổ để lấy tiền, là giáo hội đã biến nhà thờ thành nhà thổ và nhà chúa thành nhà chứa, thì giáo hội này phải huy động tất cả mọi người trong giáo hội, từ các hồng y, giám mục, linh mục cho đến tín đồ, tham gia vào các công việc quảng cáo và chiêu hàng, mời khách hay kiếm mồi. Người Việt Nam ta có một từ ngữ đặc biệt để chỉ cho những hạng người làm cái nghề quảng cáo, chiêu hàng, mời khách cho cái nghiệp vụ này là những quân ma cô. Chào ôi, giáo hội La Mã thường cao rao là hiền thê của Thiên Chúa, hiện làm người mà lại đi làm cái nghề ma cô như vậy, thì quả thật là nhục nhã cho Thiên Chúa làm người. Chúa Giêsu ơi, người ta thường nói Ngài có những phép màu và phép lạ gì ghê gớm lắm, mà sao Ngài lại để cho người hiền thê của Ngài đi làm cái nghề ma cô, đốn mặt như vậy? Bộ mặt thật của các ông tu sĩ Gia Tô là như thế đó. Tất cả chúng ta thấy bộ mặt thật và nền đạo lý của giáo hội La Mã. Không biết trong lịch sử loài người có nền đạo lý khốn nạn nào, quái đản như vậy không? Một cách tổng quát, những văn bản sử được trình bày lên đây cho chúng ta thấy gần như tất cả các ngài mang chức danh trong giáo hội La Mã, từ ông linh mục quản nhiệm cho đến sớm đạo hay thuộc dòng tu được chỉ định phụ trách một công việc nào đó, cho đến các ông giám mục, tổng giám mục, hồng y, và nhất là các ông nắm giữ những chức vụ cao cấp nhất trong giáo hội được gọi là Đức Thánh Cha, đều là những quân đạo đức giả, điều can tội chống lại nhân loại qua những hành động vi phạm nhân quyền, cố ý hủy diệt nền văn minh của nhân loại, hủy diệt mọi thứ tình yêu thiêng liêng cao quý của con người, như tình yêu lứa đôi trai gái, tình yêu vợ chồng, tình yêu giữa cha mẹ đối với con cái, giữa con cái đối với cha mẹ và anh em đối với nhau, hủy diệt luôn cả tình yêu đôi lứa với bà con láng giềng, đối với quốc gia dân tộc, để thay thế vào đó là bằng tình yêu đối với giáo hội, được ngụy trang bằng tình yêu Thiên Chúa, được cụ thể hóa bằng lòng tuyệt đối trung thành với Tòa Thánh Vatican và triệt để tuân hành những lệnh truyền của các đấng đề trên trong hệ thống quyền lực của giáo hội La Mã. Chúng tôi sẽ trình bày rõ ràng những tội ác này trong mục mà thứ tư phần 2 trong bộ sách lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã. Còn những tội sống đời, bê bối, thối tha, loạn luân, dâm loạn của các ngài thì quả thật là những chuyện quá bình thường đối với họ và phổ quát trong giáo hội La Mã. Bình thường và phổ quát đến nỗi giáo hoàng Sixtus thứ 3 432-340 khi bị bắt đem ra xử về tội dụ dỗ một mà bà nữ tu, thì ông ta vẫn ung dung và thản nhiên dùng ngay lời Chúa Giêsu nói ngày xưa để biện minh cho cái tội dụ dỗ dì Phước thành người tình của ông ta bằng câu nói trong Tân Ước rằng: trong đám các ngươi, kẻ nào tự thấy mình không có tội thì hãy nhào ra mà liền đá vào người đàn bà đáng thương này trước nhất. Bài văn trên đây cho chúng ta thấy rằng vào thời đó, giữa thế kỷ thứ 5, nếu giáo hoàng có tội thì tu sĩ và tín đồ Gia Tô còn có quyền bắt ông ta đem ra pháp đình xử lý. Như vậy vào thời đó, quan điểm công bằng trong pháp lý và trong đạo Gia Tô hay trong giáo hội La Mã giống như cái nguyên tắc đạo đức thiên tử phạm pháp thì đồng tội như thứ dân. Trong chế độ quân chủ theo quan điểm Nho giáo ở Đông Phương, thế nhưng miệng kẻ sang lại có gan có thép, và cái lưỡi không xương thì nhiều đường uốn éo. Nhất là cái miệng và cái lưỡi của các thế lực luôn luôn cao rao là đại diện duy nhất của Chúa Bố Jehovah và Chúa Con Giêsu. Cũng vì thế mà sau đó giáo hội mới đưa ra những biện pháp hữu hiệu, sắc máu hơn để bịt miệng những người nào còn có ý soi mói vào những hành động tội ác của giáo hội, vào nhòm ngó vào cuộc đời ăn chơi phóng đảng loạn luân dâm loạn của các ngài. Những biện pháp đó là: một, ban hành quyết định nói cho giáo dân và mọi người biết rằng giáo hoàng có quyền truất phế, các vua chúa nằm dưới quyền thống trị của giáo hội. Không có ai có quyền phán xét giáo hoàng. Cha, linh mục là đại diện cho Chúa Cha, phải coi Cha như Chúa. Những gì Cha nói và hành động là noi theo ý Chúa và hành động theo ý Chúa. Nếu các cha có làm điều gì sai trái thì đã có Chúa phán xét. Là con chiên ngoan đạo không được bàn tán hay nói hành nói tội các cha. Bàn tán, nói hành nói tội hay nói xấu các cha tức là bàn tán, nói hành nói tội và nói xấu Chúa. Làm như vậy sẽ bị coi như là phá đạo, là chống Chúa và sẽ bị Chúa trừng phạt đầy xuống hỏa ngục đời đời chẳng cùng. Phải giấu kín những chuyện tội lỗi dù có thật xảy ra trong giáo xứ, không nên để cho người ngoại đạo biết. Kẻ nào không tuân hành sẽ bị coi là kẻ phá đạo hay rối đạo. 2. Thiết lập tòa án dị giáo để xử lý và có quyền xử tất cả những phần tử bị cho là phá đạo, chống Chúa, rối đạo và tà giáo. 3. Tín điều giáo hoàng không lầm lẫn. Phần thứ D, thanh toán và tàn sát lẫn nhau để tranh giành quyền lực. Từ ngàn xưa trong giáo hội, loài người bất kỳ trong phạm vi hoạt động nào, hễ có quyền lực là có tranh chấp, thanh toán và tàn sát lẫn nhau để chiếm giữ quyền lực. Và quyền lực càng lớn thì tình trạng tranh chấp, thanh toán và tàn nhẫn, tàn sát lẫn nhau càng quyết liệt, càng đẫm máu. Người Trung Hoa có kinh nghiệm này sớm nhất vào nhiều nhất, cho nên họ đã ghi nhận tình trạng này bằng một bài thơ dưới đây: Nhất đăng cửu ngũ, lục thân tình tuyệt, phụ tử phản mục, thủ túc tương tàn, thiên lương bất tài. Tạm dịch là: một lần lên ngôi, nắm quyền trị dân, tình cảm đối với những người thân thương, cha mẹ anh em vợ con không còn nữa, cha con bất hòa, anh em tàn sát lẫn nhau, và những lương tính trời ban cho cũng mất hết. Giáo hội La Mã là một trong trung tâm quyền lực nắm trọn cả thế quyền lẫn thần quyền, quyền hành bao trùm và gần trọn cả Tây và Nam Âu, bao trùm luôn cả các thuộc địa của các ba đế quốc Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, ở các châu Phi, châu Mỹ và châu Á. Thì tất nhiên là vấn đề thanh toán và tàn sát lẫn nhau để chiếm giữ quyền lực càng xảy ra nhiều hơn và càng quyết liệt, ghê gớm hơn. Tình trạng này đã xảy ra từ ngày thế kỷ thứ tư cho đến ngày nay vẫn còn tiếp diễn. Sách sử không những chỉ ghi lại những chuyện tranh chấp, thanh toán lẫn nhau để giành giật quyền lực rồi tàn sát phe chiến bài để trả thù, mà còn ghi lại đầy đủ cái những chuyện các ông giáo hoàng và các vị chức sắc cao cấp trong giáo triều Vatican sống đời sống phóng đảng loạn luân dâm loạn hết sức và kinh khủng. Tất cả những điều tinh vi, điều đâm thọc thâm độc, điều đã mang đến cùng độ dã man. Càng về sau mức độ càng dã man, càng tinh vi và càng siêu việt hơn. Vì chịu ảnh hưởng sâu nặng bởi những lời dạy cực kỳ ghê tởm trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước, như Leviticus 26:2.1 đến câu 18, Deuteronomy 19:2.21, Exodus 21:2.23 đến câu 25, Dân số 25:2.3 đến câu 5, 31:2.1 đến câu 54, Phục Luật câu 6 đến câu 14, 7:2.1 đến câu 2 và 16 12 đến câu 3, 13 2 chấm 10, câu 6 đến câu 9, 18 2 chấm 4 và 20, 20 2 chấm 14 đến câu 16, 22 2 chấm 13 đến câu 21 và 23. Xuất hành 13 2 chấm 12 đến 20 2 chấm 11, 22 2 chấm 20 và Matthew 10 2 chấm 34 đến câu 37. Những ác tính xấu xa như tị hiềm, ganh ghét, rồi chia bè lập đảng, đánh phá tàn sát lẫn nhau để tranh giành quyền lực đã trở thành bản chất của các nhà lãnh đạo giáo hội La Mã, cũng như của mọi người trong giới tu sĩ và giáo dân cuồng tín. Bản chất ghê tởm này đã ăn sâu vào trong thói quen, suy tư, rồi thể hiện ra bên trong ngôn ngữ và biến thành những hành động của tất cả mọi người trong xã hội Gia Tô. Đặc biệt là từ khi đế quốc La Mã sụp đổ vào năm 476, tình trạng này lại càng trở nên khốc liệt hơn. Quyền lực của giáo hội càng cao, càng nhiều và tài sản của giáo hội càng to, lớn, thì những ác tính xấu xa trên đây càng có nhiều cơ hội bùng ra thành hành động. Vì thế mà kể từ đó, sự xung đột, tranh chấp và thanh toán lẫn nhau càng xảy ra nhiều hơn và càng khốc liệt hơn trước. Muốn biết rõ tình trạng này như thế nào, chúng ta chỉ cần nhìn vào danh sách các giáo hoàng trong cuốn Vicar of Christ của giáo sĩ Phêrô, De Rot, Dudley, Ireland, Boniface, Fred, rồi đếm xem có bao nhiêu ông ngụy giáo hoàng, để suy nghiệm ra là có bấy nhiêu lần các giáo chức chức sắc cao cấp trong giáo triều Vatican chia bè lập đảng, tàn sát, thanh toán lẫn nhau để tranh chiếm ngôi vị giáo hoàng. Theo tài liệu này, người viết tính ra có tới 37 ông ngụy giáo hoàng, tức là có tới 37 lần các ông giáo hoàng mang chức danh cao cấp nhất trong giáo hội chia thành 2 hay 3 phe đảng, mỗi phe chiếm cứ một vùng, xưng hùng, xưng bá, thành lập giáo triều riêng, tự xưng là chính thống, gọi đối phương là ngụy, rồi phát động những chiến dịch tấn công, diệt tận gốc, tróc tận rễ các phe thù địch và những thành phần đối kháng, y hệt như tình trạng nước Việt Nam ta vào thời thập nhị sứ quân trong thế kỷ thứ 10. Thời Nam Triều, Bắc Triều năm 1533, năm 1592. Thời Trịnh Nguyễn phân tranh năm 1627, năm 1775 và trong những năm 1954, năm 1975. Ngoài 37 lần chia phái, lập đảng rồi tàn sát tiêu diệt lẫn nhau như vậy, lại còn có rất nhiều vụ các vị chức sắc cao cấp trong giới lãnh đạo của giáo hội ngấm ngầm thanh toán và tàn sát lẫn nhau hết sức tinh vi và hết sức dã man để tranh thắng và chiếm giữ ngôi vị giáo hoàng. Người viết xin ghi lại chuyện các ngài thanh toán lẫn nhau xảy ra vào thời điểm mà quyền lực còn bị kiềm chế bởi hoàng đế La Mã. Chuyện này được sách Vicar of Christ ghi lại như sau: sự thù nghịch bộc phát từ những cuộc chiến tiêu diệt lẫn nhau thường xảy ra vào khi có giáo hoàng qua đời. Thí dụ khi giáo hoàng Liberius 352-366 chết vào năm 366, giáo triều chia làm hai phe, mỗi phe chọn một người của phe mình lên kế vị. Ursinus là giáo hoàng của một phe và Damacos là giáo hoàng của phe khác. Sau khi đánh nhau ở ngoài đường phố, phe Ursinus yếu thế chạy vào trong nhà thờ St. Mary Major, thường gọi là thánh đường Đức Bà Bạch Tuyết, rồi đóng cửa lại tự thủ. Phe Damacos tiến tới trèo lên nóc nhà thờ đục lỗ, rồi dùng ngói và đá liệng xuống tấn công phe Ursinus. Đồng thời, một toán khác của phe Damacos tấn công vào trong nhà thông qua cửa chính. Khi lọt được vào trong, hai bên ra sức chém giết lẫn nhau liên tiếp trong 3 ngày. Cuối cùng có tới 137 xác chết khiêng ra ngoài. Tất cả xác chết này đều là người của phe Ursinus. Ursinus bị bắt cho đi sống lưu vong. Nhưng tội ác ở trong thánh đường Mary Major là vết nhơ trong thời giáo hoàng Damacos mãi mãi vẫn còn ghi trong sách sử. Sau này, kể từ năm 476 trở về sau, việc các ngài thanh toán và tàn sát nhau càng xảy ra thường hơn, càng nhiều hơn, càng quyết liệt hơn và càng dã man hơn. Sách Levitic of the Prophets ghi lại như sau: sau khi giáo hoàng Benedict thứ 6 973-974 bị ngụy giáo hoàng Boniface sát hại, giám mục địa phận Sutri ở gần Viterbo được bầu lên ngôi tức là giáo hoàng Benedict thứ 7 974-983 với sự ủng hộ của hoàng đế Otto II của nước Đức. Phe của đảng ủng hộ đế quốc Đức và của các gia đình quý tộc tại Ý đại lợi. Benedict thứ 7 lúc đó là giám mục địa phận Sutri, được tôn phong lên ngôi giám mục tại kinh thành Roma, tức là giáo hoàng. Vào tháng 10 năm 1974, Tăng Giáo Hoàng liền triệu tập hội nghị để rút phép thông công Ngụy Giáo Hoàng Boniface thứ 7 974 và 985. Nhưng rồi vào mùa hè năm 980, Boniface thứ 7 khởi loạn chống lại Benedict thứ 7, buộc giáo hoàng Benedict thứ 7 phải chạy khỏi kinh thành Roma để cầu cứu hoàng đế Otto, nhưng mãi đến tháng 3 năm sau mới ổn định. Sách Babylon Mystery Religion viết giáo hoàng Sergius thứ 3 904-911 đã sát hại vị tiền nhiệm để nhảy lên ngôi vị giáo hoàng. Sách sử giáo hội La Mã cho biết cuộc đời mang đầy tội ác của ông về chuyện ông sống công khai với bà Marozia và có nhiều con ngoại hôn với người đàn bà này. Sử gia Panonius gọi ông là con quỷ râu xanh, và sử gia Rocronivius vì gọi ông là tên tội đồ khủng bố. Những năm giáo hoàng Sergius thứ 3 tại vì là những năm khởi đầu cho thời kỳ bọn gái điếm lộng hành và thao túng tòa thánh Vatican 904-963. Sự thanh toán lẫn nhau không phải chỉ xảy ra vào ngày khi có giáo hoàng qua đời, mà còn thường xảy ra trong những cuộc hội họp bàn thảo về một vấn đề gì, rồi vì tranh giành nhau chiếm ưu thế, họ cũng tàn sát lẫn nhau hết sức dã man. Đoạn văn sử dưới đây cho chúng ta thấy rõ sự kiện này và cuộc sống đàn điểm thối tha của giai cấp tu sĩ được mệnh danh là những người ban chức thánh của giáo hội La Mã. Khi có cuộc họp của một số đông các tu sĩ của giáo hội La Mã thì địa điểm nhóm họp phải là nơi gần sông hay hồ lớn để liệng xác người bị thanh toán xuống đó, rồi công tay tên đã tiếp cận tới hơn 500 xác người bị thanh toán. Con sông Rin cũng là nơi tàng trữ rất nhiều bí mật. Một điều kiện khác nữa là nơi các ngài hội họp phải đủ rộng rãi để có thể chứa được một số lượng gái điếm để phục vụ cho nhu cầu sinh lý của các ngài mang chức thánh chúa của giáo hội. Việc làm này còn khẩn cấp hơn là vấn đề quân sự và giá tiền lại rẻ hơn. Vào lúc cao độ của hội đồng, có tới hơn 1.200 gái điếm ở tại Constantine, nơi hội đồng nhóm họp làm việc cả ngày lẫn đêm để phục vụ cho nhu cầu sinh lý của các ngài. Trong cuốn sách Vicar of Christ, nơi trang 11 có đoạn văn sau đây: họ băng qua con sông Tiber, con sông mà trong nhiều thế kỷ đã được sử dụng vừa làm cống trảnh tiêu thụ rác rưởi của kinh thành Roma, vừa làm mồ chôn người thông không chính thức. Có lẽ ngoài Trung Hoa ra, Tiber là con sông có nhiều xác người nhất bị nhận chìm trong một ngày. Sáng hôm nay, dòng sông này lờ đờ mang màu xám trong như màu áo của một giáo sĩ Franciscan. Trong bài viết The Pauper, các giáo hoàng đã đưa lên sách hiếm.net trong tháng 12 năm 2007. Giáo sư Trần Trung Ngọc kể ra một số các giáo hoàng đã sử dụng bạo lực thanh toán các vị tiền nhiệm hay đối thủ để giành chiếm ngôi vị giáo hoàng, hay dùng tiền bạc mua chuộc các thế lực để có ảnh hưởng để được đưa lên nắm giữ ngôi vị này. Dưới đây là một bản văn của giáo sư Trần Trung Ngọc. Một giáo hoàng Honorius trị vì từ năm 625 đến năm 638. Ông ta bị công đồng hòa hợp tôn giáo thứ 6 680-681 kết án là kẻ lạc đạo. Ông ta cũng bị kết án như vậy bởi giáo hoàng Leo thứ 2 cũng như bởi mọi giáo hoàng khác cho đến thế kỷ thứ 11. 2. Năm 769, giáo hoàng Stephen thứ 4 lên ngôi nhờ một đoàn quân đánh thắng vị giáo hoàng tiền nhiệm. Stephen ra lệnh quất roi lên vị giáo hoàng thù nghịch, móc mắt ông ta ra, đánh bể đầu gối ông ta, rồi cầm tù ông ta cho đến khi chết. Rồi giáo hoàng Stephen kết án một người thứ hai phải chết từ từ bằng cách mỗi ngày xẻo một ít thịt của ông ta cho đến khi chết. 3. Giáo hoàng Leo thứ 5 chỉ trị vì có một tháng, tháng 7 năm 903. Hồng y Christopher bắt ông ta giam rồi lên làm giáo hoàng. rồi Christopher lại bị hồng y Sirius bắt giam. Sirius giết cả hai Leo và Christopher trong khi họ đang bị giam trong tù. Ông ta cũng giết những hồng y nào chống đối ông ta. 5. Giáo hoàng John thứ 12 trị vì từ năm 955 đến 963. Ông ta là một tên tàn bạo, ông ta quá trác táng đến độ những người đương thời nói rằng ông ta đã biến dinh Lateran thành một cái ổ điểm. Ông ta nâng cốc rượu chúc mừng quỷ. Khi đánh bạc, ông ta cầu đến những nam trà thần và nữ thần trong dân gian. Ông ta bị giết bởi một người chồng ghen tuông. Khi bắt quả tang, ông ta đang ăn nằm với vợ mình. 6. Trong thế kỷ thứ 10, một người đàn bà giàu có quý phái tên là Majoria. Thật ra Majoria chỉ là một cô gái điếm xinh đẹp. Theo giám mục Pero de Roche trong cuốn Vicar of Christ, chi tiết về Majoria tôi đã trình bày trong bài Đây những Đức Thánh Cha. Trong vòng 8 năm đã đưa 9 người lên ngôi vị giáo hoàng. Để có thể làm được điều này, cô ta cũng phải loại trừ những giáo hoàng đương vị. 2 giáo hoàng bị bóp cổ chết, một người bị úp gói đè lên mặt làm ngạt chết, và 4 người biến mất trong những hoàn cảnh bí mật. Một trong các giáo hoàng là con của Majoria với một giáo hoàng. Trong cuốn Vicar of Christ, Pero de Roche gọi những triều đại của các giáo hoàng này là triều đại điếm trị. 7. Năm 1003, giáo hoàng Sylvester II bị giáo hoàng để kế vị John thứ 17 giết. 7 tháng sau, John bị đầu độc chết. 8. Giáo hoàng Benedict thứ 8 trị vì từ 1012 đến 1024. Ông ta hối lộ để mua chức giáo hoàng. Ông ta có một lực lượng riêng, những người của giáo hoàng nổi tiếng để tra tấn, làm tàn tật và ám sát. Khi Benedict chết, em của hắn tên lên nắm quyền và trở thành giáo hoàng John thứ 19. Hắn ta tự phong làm linh mục rồi làm giám mục và đội vương miện của giáo hoàng trong cùng một ngày. John chết trong những trường hợp đáng nghi ngờ. 9. Năm 1095, giáo hoàng Uban II kêu gọi tổ chức cuộc thập Á Chinh để lấy lại Jerusalem, thánh địa từ người Hồi giáo. Đây là một cuộc thánh chiến. Giáo hoàng nói các thập Á quân được tha tội mọi tội lỗi, và nếu họ chết ở trận địa, họ sẽ là các thánh tử đạo. Khi những thập Á quân tràn qua Âu Châu để đi tới Jerusalem, chúng tàn sát người Do Thái ở Âu Châu. Khi chúng tới Jerusalem, chúng thật là bạo tàn trong cuộc chinh phục thị trấn. Nhiều người Hồi giáo bị chặt đầu, một số bị tra tấn rồi thiêu sống. Đó là bắt đầu cuộc xung đột giữa khối Hồi giáo và Tây Phương, kéo dài cho đến ngày nay. Những giáo hoàng về sau kêu gọi tổ chức những cuộc thập Á Chinh khác. Mới đầu họ nhắm vào những người Hồi giáo, nhưng cuộc thập Á Chinh thứ tư năm 1198 là chống những người Kitô theo Chánh thống giáo ở Constantinople. 10. Giáo hoàng Benedict thứ 9 trị vì từ năm 1032 đến năm 1044, và từ năm 1047 đến năm 1048 ông ta mua chuộc để lên làm giáo hoàng. Ông ta phung phí tài sản đất đai của cải triều giáo vào những cái điếm và những cuộc tiệc tùng hoang tàn, và ông ta đã ra lệnh ám sát nhiều người. Dân chúng thành Roma ghét thậm tệ Benedict đến độ trong 2 trường hợp ông ta phải chạy trốn khỏi Roma. Benedict bán chức giáo hoàng cho giáo hoàng Gregory thứ 6. Một điều kiện của sự mua bán này là ông ta được tiếp tục sống trong dinh Lateran tới một mức lương bổng cao. Benedict kéo những cái điếm vào đầy dinh Lateran. 11. Năm 1298, giáo hoàng Boniface thứ 8 ra lệnh giết mọi đàn ông, đàn bà, trẻ con và súc vật trong thành phố Palestine của nước Ý. Ông ta nổi tiếng về đích thân tra tấn, tàn sát và hung ác. 12. Giáo hoàng Guillemin thứ 6 trị vì từ năm 1342 đến năm 1352. Ông ta ra lệnh tàn sát toàn thể một thành phố Ý. Ông ta sống rất mực xa hoa, và ông ta thú nhận công khai là đã bán những chức tước trong giáo hội và dùng sự đe dọa cũng như hối lộ để chiếm quyền lực. Clement mua một lâu đài của Pháp nổi tiếng với những cái điếm ở trong đó. 13. Giáo hoàng Alexander thứ 6, giáo hoàng dòng họ Borgia Trị vì từ năm 1492 đến năm 1503, ông ta được biết có những hành động sát nhân, hối lộ và bán các chức vụ có quyền trong giáo hội Kitô. Ông ta thích sống xa hoa. Cuốn sách về kho tàng nghệ thuật của Vatican có hình ông ta mang bộ y phục có giác vàng và đeo nhiều đồ trang sức, đó là những hạt trai, ngọc thạch, viên ngọc bích lớn và các đồ trang sức khác. Cái mũ 3 tầng vương miện của giáo hoàng là bằng vàng với 3 hàng với những đồ trang sức lớn. Alexander có 4 người con với những nhân tình của ông ta. Con ông ta, Casari, được biết là thuộc loại có những mưu đồ giết người ngấm ngầm, có thể làm tình tiết âm mưu trong một kịch bản. Theo cuốn từ điển Oxford về các giáo hoàng, Casare là Alexander giết người để tịch thu tài sản của họ. Giáo hoàng Alexander bị người ta ghét đến độ khi ông ta chết, những linh mục đến cầu nguyện cho ông ta bị các lính canh gác dinh xua đuổi, và cách sát ông ta không có ai canh chừng. 14. Giáo hoàng Joliet thứ hai trị vì từ năm 1503 đến năm 1513. Ông ta hối lộ để lên làm giáo hoàng. Ông ta là con người liều lĩnh và tàn bạo. Ông ta nổi tiếng là trác tán, say rượu, rất nóng giận, lừa dối và độc tài. 15. Giáo hoàng Leo thứ 10 trị vì từ năm 1513 đến năm 1521. Ông ta pha trộn tín ngưỡng dân gian với Kitô giáo. Ông ta cho diễn lại màn Chúa Kitô bị đóng đinh trên thập giá và huyền thoại cổ xưa. Ông ta trang trí Roma với đầy những nhân vật quý báu của giáo hội và tượng của các thần Hy Lạp nam nữ. Ông ta đặt một bức tượng của chính ông ở thủ đô Roma và bắt dân chúng phải chào bức tượng đó. 16. Giáo hoàng Gregory thứ 7 trị vì từ năm 1073 đến năm 1085. Ông ta đòi hỏi các vua chúa phải hôn chân ông ta, Gregory và những giáo hoàng nối tiếp. Ông ta dùng những tài liệu ngụy tạo để tạo thêm quyền lực của giáo hoàng. Một tín đồ Kitô Roma toan tính phanh phui ra những ngụy tạo này, nhưng vì họ bị vạ tuyệt thông. Tuy nhiên, giáo hội chính thống đã ghi lại tất cả những việc xảy ra. Thông tin chi tiết về những văn kiện ngụy tạo này, để biết thêm điều này, xin đọc chương về những tài liệu ngụy tạo và quyền lực giáo hoàng. Mua bán chức vụ lan tràn trong giáo hội, trong giáo sĩ. Điều rất thông thường, các linh mục bỏ tiền ra để mua chức giám mục hay tu viện. Giáo hoàng Gregory thứ 7 nói ông ta có biết có 40 người lên ngôi giáo hoàng bằng cách mua chuộc. 17. Giáo hoàng Inconset thứ 3 trị vì từ năm 1198 đến năm 1216. Ông ta nói giáo hoàng là người cai trị thế giới và là cha của các vua chúa. Ông ta cho rằng mọi linh mục và giám mục đều phải tuân lệnh của giáo hoàng, ngay cả khi giáo hoàng ra lệnh cho họ làm điều ác. Giáo hoàng Inconocent muốn diệt trừ những người lạc đạo. Albigan Sen sống ở Pháp. Ông ta bắt vua Pháp giết nhiều trăm ngàn công dân Pháp, những người Albigensian và Cato sống trong cùng một vùng ở Pháp. Giáo hoàng Inconocent ra lệnh giết tất cả mọi người trong vùng đó, kể cả những tín đồ Kitô. Đó là cuộc thập ác chinh Albigensian hay cuộc tàn sát Albigensian. Giáo hoàng ban cho những quân thập ác chinh Albigensian một sự giải tội đặc biệt, đảm bảo với họ rằng nếu họ chết ở chiến trường, họ sẽ được giải hết mọi tội và sẽ được lên thiên đường. Đôi khi có 2 hoặc nhiều hơn người tự nhận là giáo hoàng trong cùng một lúc. Tất cả những người này đều có những người theo. Cuối cùng thì một người được tuyên bố là giáo hoàng, còn những người kia là ngụy giáo hoàng. Trong nhiều thế kỷ, những sách của Kitô Roma viết khác nhau về ai được coi là giáo hoàng thực sự. Tuy nhiên, ngày nay có nhiều sự đồng ý hơn về ai là giáo hoàng và ai là ngụy giáo hoàng theo từ điển bách khoa của Kitô. Có tới 30 ngụy giáo hoàng. Các bạn có thể đọc về điều này trên Internet. Phần trình bày trên đây cho chúng ta thấy rõ bộ mặt thật ghê tởm của giáo hội La Mã và của các nhà lãnh đạo của tông giáo ác ôn này. Ấy thế mà giáo hội lại vẫn cao rao tự phong là hội thánh duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền, là hiền thế của Thiên Chúa hiện làm người. Trả trách này Học giả Gia Tô Charlie Nguyễn mới gọi đạo Gia Tô là đạo máu và đạo bịp. Tòa Thánh Vatican nói láo trắng trợn như vậy mà tín đồ Gia Tô cuồng tín người Việt vẫn tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào Tòa Thánh Vatican, vẫn tôn vinh là cửa vào nước Chúa của họ, vẫn triệt để tuân hành những mệnh lệnh truyền thông của các đấng bề trên trên hệ thống quyền lực của giáo hội và tuân hành vô điều kiện đến nỗi họ đành lòng phản lại tổ quốc, phản lại dân tộc và lớn tiếng bảo nhau thà mất nước chứ không thà mất Chúa. Họ quả thật là những người phong bản phản dân tộc, phản quốc mà không biết ngượng, với lương tâm không biết nhục, đúng là những quân vô liêm sĩ. Sự kiện này cho chúng ta thấy rằng chính sách ngu dân và bộ máy tuyên truyền của giáo hội quả thật là vô cùng tinh vi và cực kỳ siêu việt. Nói về đặc tính siêu việt của máy tuyên truyền của giáo hội La Mã, học giả Gia Tô Phan Đình Diệm ghi nhận như sau: hàng ngàn năm để bưng bít và che giấu bảy chương tội lỗi đối ngoại và một chương tội đối nội là 8. Nghệ thuật tuyên truyền của giáo hội Roma phải đạt đến chỗ cực kỳ ảo diệu, thiên biến vạn hóa, một nghệ thuật tuyên truyền thần thánh, một nghệ thuật tuyên truyền nhồi sọ tuyệt vời. Giáo hội là thánh, giáo hội là mầu nhiệm, giáo hội là bí tích, giáo hội là hiền thê của Đức Chúa Giêsu, giáo hội là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Giáo hội là vương quốc của Thiên Chúa, giáo hội tự nhận cho mình hết tất cả những cái khái niệm cao cả thánh thiện, vừa linh thiêng siêu hình, vừa hữu hình thế tục, chẳng bỏ sót một phạm trù nào. Ngoài nghệ thuật tuyên truyền, giáo hội vẫn phải xây vạn lý trường thành đức tin và buông bức màn sách thần học lên đầu đoàn chiên. Mỗi tòa giảng là một cái loa tuyên truyền, dựa vào khoa thần học phù phép ảo thuật núi tội thành con chuột, kẻ cướp mặc áo thầy tu và quỷ Satan có diện mạo ông thánh. Vì giới hạn của tập sách này, chúng tôi chỉ trình bày vấn đề này ngắn gọn như trên thôi. Còn rất nhiều chuyện kinh thiên động địa khác sẽ được trình bày đầy đủ ở rất nhiều tài liệu trích dẫn ở trong vài mục 5 và mục 6 phần 2 trong bộ sách Lịch sử và Hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mình sẽ trình bày tiếp theo phần sau. Xin tri ân quý vị và các bạn.